phận Việt Nam. Tranh bố cục 4 chương 3. Bức tranh Pano Rama Chiến dịch Điện Biên Phủ đặt tại Bảo tàng Điện Biên Phủ là một tác phẩm nghệ thuật độc đáo được vẽ bằng chất liệu sơn dầu trên nền giấy toan trong không gian 360 độ, dài 132 m, cao 20,5 m, đường kính 42 m với tổng diện tích là 3.225 m2, tái hiện sống động hơn 4.500 nhân vật trong khung cảnh núi rừng Tây Bắc hùng vĩ kết hợp với phần nghệ thuật sắp đặt trưng bày các hiện vật. Các giai đoạn của chiến dịch Điện Biên Phủ được tái hiện liên quan kết hợp với các khối nổi và nhiều dụng cụ trong chiến tranh như súng ống, đạn dược, xe pháo, liều bạc và cả hình nộm được sắp đặt chuyển tiếp một cách ăn nhập với hình ảnh trong tranh, đã tạo nên một không gian vừa thực lại vừa ảo, gây ấn tượng mạnh với thị giác người xem. Bức tranh gồm 4 trường đoạn: toàn dân ra trận, khúc dạo đầu hùng tráng, cuộc đối đầu lịch sử, khúc khải quang mừng chiến thắng